Quang đây xin chào cô chú anh chị gần xa trong vòng ngoài nước. Lời nói đầu tiên vào video này thì Quang xin chúc cô chú anh chị gần xa trong vòng ngoài nước thật nhiều sức khỏe, bình an và thịnh đạt trong cuộc sống. Đây là những cái chó ha mà Quang Hồng Đen đã cứu về từ lò mổ, cũng như là chủ bỏ, rồi chủ bán, rồi những bé lang thang ngoài lề đường. Ở đây khá là đông luôn cô chú. Đây là khu bệnh nè. Đây là mấy bé đang bị bệnh đó, đang chữa bệnh. Đây là khu các bé đang bị bệnh ha. Đây là khu mấy bé nhỏ. Mấy ấm lò đen là hiện tại chó mèo khá là đông, cũng như là ngoài chó mèo ra thì cũng có dê, bò, rồi heo, rồi ngỗng, rồi khỉ, rồi gà, vịt, thỏ. Rất là nhiều bé luôn cô chú, cho nên là tốn rất là nhiều chi phí để duy trì mấy ấm thì không thể nào mà thiếu mạnh thường quân được. Nên là mong cô chú qua cái video này xem xét giúp đỡ cho các bé để các bé có được bữa cơm sống qua ngày, cũng như là có được mấy nhà chung để cho các bé sống tới suốt đời. Hoàng Đen hiện tại là chủ trạm của mấy ấm của Hoàng Đen. Mấy ấm của Hoàng Đen ở Hóc Môn. Ngày hôm nay thì Hoàng Đen quay cái video này lên để cho cô chú xem. Hiện tại thì các bé ở mấy ấm của Hoàng Đen rất là đông, rất là cần sự giúp đỡ của cô chú, từ miếng ăn cho tới thuốc chữa bệnh. Bé nào nặng lắm thì Hoàng Đen mới đưa đi thú y thôi, còn những bé mà tự xử lý được thì mấy ấm sẽ tự chữa ở nhà cô chú để giảm phần chi phí. Thì các bé ở đây đông lắm cô chú, đây là mới có một khu thôi cô chú. Đây là mới có một khu thôi, rồi Hoàng Đen sẽ qua khu khác để quay cho cô chú xem. Mấy ấm ở đây đông lắm cô chú. Các bé mà Hoàng Đen đang nuôi đây. Ở đây không có khu nào không có các bé hết đó cô chú. Mỗi một bé thì sẽ ăn một cái loại thức ăn khác nhau, giống như chó thì sẽ ăn cơm với lại thịt thôi đó. Cơm với lại thịt trộn với nhau thôi, còn mèo á thì ăn hạt, pate, rồi cơm, rồi cá đó. Mỗi một bé thì mình nuôi cái cách thức mà các bé ăn nó khác nhau, cho nên là chi phí khá là nhiều. Huống chi ở đây là cứu nhiều loại động vật á cô chú, cho nên là mỗi loại chi phí khác nhau. Ở đây mấy ấm này có ba người, Hoa Hồng Đen với lại chồng Hoa Hồng Đen với lại một em phụ trạm nữa đó. Hàng tháng tất cả chi phí mà hỗ trợ cho em nó luôn á là 15 triệu một tháng, là do là số lượng ở đây là tính chó mèo luôn là đã 1.000 đứa rồi, cho nên là cái chuyện mà lương tháng đó mình không thể nào mà mình ép được, tại vì cái công việc này không phải ai cũng làm được đâu cô chú. Nhiều khi mình mướn mà có người chịu làm nữa mới là quan trọng đó, cho nên là cái chuyện mà trả lương thì mình không thể nào mình ép được. Đây chưa tính ở bên đây nữa nè đó, khu nào cũng đông nghẹt hết trơn á. Một ngày á là gạo nấu là 160 kg, thịt á thì 100 kg cô chú, chưa kể là cá cho các bé mèo nữa.
Anh ơi, bắp ơi, đóng cửa giùm em. Đi bà anh, lẹ lên. Bố bà anh không? Đó. Đi. Cô chú thấy không? Cơm là phải phân ra từng khu, từng khu rất là cực luôn. Đó, cho nên là mướn một người mà để làm cho cái máy ấm á, mà họ chịu được cái mùi hôi, họ chịu cực khổ được cái rất là khó. Nếu mà mình trả lương á tầm 10 triệu á, thì người ta chỉ sống và làm việc với mình là một thời gian ngắn nữa thôi, chứ họ sẽ không đi theo mình đó. Cho nên là cô chú đừng có trách sao mà lại máy ấm lại trả lương cao. Thật sự mà nói, tìm một người phụ máy ấm rất là khó, hơn nữa công việc này á rất là nặng. Ở đây là con đem là chủ của máy ấm thì con đem nắm được như thế nào. Nếu mà cô chú tin tưởng vào Hoa Hồng Đen, tin tưởng cái sự quyết định của Hoa Hồng Đen thì mong cô chú hiểu. Vừa phải chăm cho các bé chó mà vừa phải chăm cho các bé mèo, đặc biệt là chó mèo con nữa, mình phải cho bú thêm, mình phải chăm riêng đó cô chú. Tại vì á, cực kỳ, nếu mà các bé ở máy ấm á, các bé nhỏ khó là khó sống lắm nếu như mình không chăm sóc tốt. Đen chỉ mong là truyền tải tới cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước hiểu được cái sự khó khăn của Hoa Hồng Đen cũng như là tất cả thành viên của máy ấm này. Mong cô chú chung tay giúp đỡ cho tụi em có đủ chi phí để mà lo cho các bé, để duy trì máy ấm cho các bé có được một mái nhà chung đó cô chú. Tại vì cuộc đời của các bé khổ lắm rồi, nó về tới đây thì sống nương nhờ vào máy ấm cũng như là nương nhờ vào tình yêu thương của cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước. Thì tụi nhỏ chỉ mong chờ vào cái sự yêu thương của cô chú thì tụi nhỏ mới có miếng cơm sống qua ngày thôi. Thì Hoa Hồng Đen tha thiết mong cô chú xem xét giúp đỡ cho máy ấm. Thì số lượng thì Hoa Hồng Đen quay lên cô chú cũng thấy rồi đó, cái số lượng như thế này thì chi phí rất là nhiều trong một ngày. Đây giống như bé này nè, đó là bé mù, một bé mù ha, nó không thấy đường đó. Chủ nó nuôi thì nó giúp, nó cũng đẹp lắm, sau này nó không thấy đường nữa nên là người ta cho nó vô máy ấm. Thì đâu có ai mà dành thời gian mà để nuôi con chó mù suốt đời đâu, chỉ có máy ấm thôi, chỉ có dạy máy ấm thôi. Thank you.
nó nhảy vô. Ôi thương cô con.
hả bà bồ? Á bồ bồ bồ. Đó. Đó, con chú thấy ánh mắt không? Đó. Sở dĩ mà hôm nay là được đẹp như vậy là cũng nhờ là bác siêu nhân với lại bà Thí cho thuốc ghép ra đó. Hôm nay mới đẹp giờ chứ không thôi là nhìn không ra luôn. Đó, nói đi. Tụi con cảm ơn bác siêu nhân, cảm ơn bà Thí đã cho tụi con hết ngứa, được khỏe đẹp trở lại. Đây Bích Kỳ, cảm ơn đi. Cảm ơn bác siêu nhân với bà Thí đi. Đó ơi. Chốn nhân gian này cõi tạm còn du ma thôi. Xin hãy yêu thương người. Mẹ bây giờ ông tao chi vậy bộ? Cho ăn đó là phải cho ăn từng khu một đó. Đó, lớn nhỏ rồi đó. Những khuôn mặt nè đó, những khuôn mặt chờ cơm nè. Đây là những cái máy bào ha, cái máy bào của máy ấm của em. Bào ghê lắm. Những cái máy bào, bào cơm của máy ấm mà bào tiền của Mạnh Thường Quân nha con chú. Gắt áo rồi, gắt cái áo rồi nè cô chú thấy không? Đó. Đó, nhờ ơn của cô chú mà đứa nào nấy nó tròn quay và chứ nó không có ớn cô chú. À, do là trạm cứu hộ á cho nên là các bé mới về thì không nói được, nhưng mà các bé ở lâu rồi đứa nào nấy nó cũng tròn trịa chứ nó không có ốm cô chú. À, cũng nhờ là được sống trong tình yêu thương của cô chú nên là chưa có đói ngày nào, nhưng mà sắp tới không có là sẽ đói với cô chú. Vô phòng, vô phòng, ẩm em vô phòng. Bé chó, ai bé chó anh Hiếu đang ôm là bé chó biết lại á. Là nó xin ăn là nó biết lại. Nó muốn đi chơi là nó lại á con chú. Su ơi, Su à, Su. Cô chú thấy không, nhìn kỹ là mặt nào cũng dễ thương á cô chú. Đó, đây con hút đi cho biết nói chuyện. Có mấy đứa nó vẫn còn nặng anh ơi, mua thêm vài hộp hết ra nữa, có đứa nào nó còn đó, cho nó uống luôn cho dứt điểm, chứ để mà nó bị lại á, nó uống công của chị Thí cho mình á. Được rồi. Mèo.
nào thì qua video mình nghĩ, và những cái video mà mấy anh tới đây quay giúp thì Hoa Hồng Đen tin chắc là cô chú cũng nắm được số lượng của máy ấm như thế nào, thì Hoa Hồng Đen tha thiết mong cô chú xem xét giúp đỡ cho các bé để các bé có được bữa cơm sống qua ngày cũng như là viên thuốc uống khi bệnh á, tại vì các bé cũng giống như mình vậy đó cô chú, cũng bệnh cũng già, trời 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 là cũng bệnh, bây giờ đang bệnh mấy chục đứa chồng á cô chú. Tụi em cũng cố gắng lo đàng hoàng, đứa nào nặng quá thì đưa đi thú y, chứ đâu có số lượng như thế này mà đứa nào cũng đưa đi thú y là coi như là không đủ chi phí cô chú. Thì nãy giờ thì cái sự khó khăn của máy ấm thì Hoa Hồng Đen cũng đã trải lòng với cô chú hết rồi, chỉ mong là chờ đợi ở cô chú là cái sự xét duyệt của cô chú thôi, để cho các bé có được một cuộc sống tốt đẹp bây giờ cũng như là về sau. Hôm nay cảm ơn cô chú rất là nhiều, xin khép lại video này. Và cảm ơn cô chú rất là nhiều, cảm ơn những tình cảm của cô chú gần xa trong và ngoài nước luôn yêu thương máy ấm cũng như là luôn theo dõi quan tâm các bé ở đây. Hoa Hồng Đen cảm ơn rất nhiều, Hoa Hồng Đen cũng không biết nói gì ngoài sự cảm ơn. Cảm ơn cô chú đã luôn đồng hành cùng máy ấm để cho các bé có được những bữa cơm cũng như là cho máy ấm có được tinh thần để mà bước tiếp trên con đường thiện nguyện của mình, để giúp đỡ cho các bé đã cứu và chưa cứu. Cảm ơn cô chú rất là nhiều, chúc cô chú và gia đình luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống và thành đạt hơn, để có tiền mà giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bé bốn chân, vì vì cuộc sống của nó rất khổ, nó ở tất cả mọi nơi, tất cả các trại nó đều sống thiếu thốn, nó không được sống những bé bình thường ở nhà, nên là mong cô chú yêu thương nhiều hơn. Rồi con đem cảm ơn rất nhiều, cảm ơn cô chú rất là nhiều.